Hello cả nhà. Em lên một con đồng hồ Casio Databank 30 năm tuổi nha. Đó, cả nhà có thấy gì đặc biệt không? Chưa đúng không? Nó đang chạy là ba kim và cọc số mạ vàng nha. Rồi, em sẽ bấm nút nè. Đó, hiện lịch nè. Đầy đủ luôn nha, thứ tư 22 tháng 7 năm 22 giờ phút giây. Đó. Điện tử nổi nha cả nhà. Con này hàng cổ 30 năm tuổi rồi nha. Và còn đẹp keng như vậy. Quá đã luôn. Đây, hàng cổ ABX24 Made in Korea. Sản xuất tại Hàn Quốc nha. Nó được chạy cơ chế 3 kim và ô điện tử nổi nha. Đây, size ngang của nó là cả nấm là 44.7 nha cả nhà. Nếu mà đo phần chủng nhất là 39.4 cho nó size cỡ 39 40 đi. Đó, dây nè. Dây thép đúc nhưng mà được mạ nhám nha, giống như là nhôm vậy. Rất là độc lạ lạ luôn. Nguyên rin đây. Em quay mọi góc cạnh luôn nha cả nhà. Dòng Databank 4 nút và một núm. Đúng nè, để mình chỉnh ba kim. Còn lại là đây, chức năng của nó như sau. Đó, lưu danh bạ. Mình có thể lưu các người yêu cũ trong đây nha. Đó, giờ thế giới nè. Có các múi giờ cộng 3 đốm gì đó. Rồi, báo thức. Đó, có báo thức. Đó, mình bấm nút này hiện ra nha. Mình muốn nó báo thức thì mình bấm lên. Còn muốn cài đặt báo thức thì đè nút này nha. Đó là mình chỉnh 6 giờ sáng dậy đánh răng rồi ngủ tiếp. Đó, tắt nè. Rồi tắt đi. Rồi bấm giờ nha. Đó, reset. Đó, đầy đủ chức năng luôn nha. Và đặc biệt nó đèn xanh nha. Đó, nhìn nghiêng không thấy đúng không? Đấy, nó điện tử nổi với mặt kính nha. Rồi em cho cái nhà coi đèn đây. À, lộn, like. Đó, đèn của nó màu xanh nha, cơ chế màu xanh lá. Rồi tính ra nó đến 5 nút luôn, nãy em lộn nha cả nhà. Đây đúng, tính ra hàng xịn thiệt, 5 nút, 1 2 3 4 5 và một cái núm nha. Đó, rất độc lạ luôn. Không lấy con này hơi tiếc nha, tại vì cũng hơi lâu mới có một con nha cả nhà. Nó dây cũng dài. Đây tay 17 nha. Dây thì cũng cỡ 18 rưỡi đổ về nha cả nhà. 18 rưỡi. Rồi, em mời cả nhà nha. Đó, muốn hiện nút thì bấm lên. Muốn ở ở hay tắt. Đó, bao độc lạ luôn. Một em duy nhất của ngày hôm nay nha.